tao có thể kiếm được 50.000 tiền tươi, và số tiền này thì chúng ta hoàn toàn có thể rút về cái tài khoản ATM, hoặc là các bạn có thể là chúng ta mua thẻ cào trên ứng dụng luôn. Kèo này thì chúng ta làm rất là đơn giản, các bạn chỉ cần có một cái chứng minh nhân dân, một thẻ ATM. Và đặc biệt với kèo này là các bạn chỉ cần xác minh trong vòng 5 phút là sẽ có tiền về ngay cho các bạn nhé. Chúng ta không cần phải đợi duyệt hay là chúng ta không cần phải nạp tiền vào thì mới kích hoạt. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta đăng ký và kiếm tiền với cái app này. Các bạn nhớ là hãy xem kỹ video của mình để tránh trường hợp làm sai chúng ta không nhận được tiền nhé. Ok, và đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn vào đường link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì đây là cái đường link và các bạn sẽ nhấn vào cái đường link này cho mình. Đó thì nó sẽ chuyển cho chúng ta sang cái giao diện của CH Play hoặc là App Store. Thì mình sẽ nhấn vào tải xuống ngay này và mình sẽ cài đặt cái app có tên là VNPay ví của gia đình. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt nhé. Ok, sau khi cài đặt xong thì các bạn tiến hành chúng ta mở lên cho mình. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta đăng ký với cái app này để các bạn có thể nhận được 50.000. Rồi, đây chính là cái giao diện chính của ví VNPay. Ở đây phần tiếng thì các bạn sẽ chọn cho mình tiếng Việt. Sau đó chúng ta sẽ nhấn tiếp vào phần bắt đầu. Ở đây bạn có thể nhấn vào phần bỏ qua. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng ký. Đầu tiên là bạn sẽ phải cung cấp họ tên, số điện thoại, email và chúng ta sẽ tạo một cái mật khẩu. Đó, và các bạn đăng ký qua cái đường link của mình ấy, thì nó sẽ tự động nhập cái mã giới thiệu của mình vào luôn. Đó, còn không nếu các bạn tải trên App Store hoặc là CH App Store hoặc là CH Play thì bạn hãy nhập cái mã giới thiệu của mình vào. Ok, thì ở phần họ tên ấy, thì các bạn sẽ điền cái họ tên của bạn trùng với cái chứng minh nhân dân của các bạn luôn nhé. Đó, chúng ta sẽ điền viết hoa có dấu và số điện thoại thì các bạn sẽ sử dụng số điện thoại mà chúng ta đăng ký với tài khoản ngân hàng của chúng ta để lát nữa chúng ta có thể rút được tiền về. Đó, các bạn đăng ký tài khoản ngân hàng của các bạn bằng số điện thoại nào thì chúng ta sẽ đăng ký với cái app VNPay này bằng cái số điện thoại đó. Và email thì bạn sẽ sử dụng một cái email thường dùng của các bạn để chúng ta đăng ký để khi mà chúng ta giao dịch hay là có vấn đề gì phát sinh thì nó sẽ gửi mail về cho chúng ta. Và mật khẩu thì bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu dễ nhớ là được. Sau khi bạn đã hoàn thành tất cả thì các bạn sẽ nhấn vào phần là tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản. Thì sau khi bạn đã điền xong thì chúng ta sẽ nhấn vào phần tiếp tục. Nó sẽ nói là thông báo chúng tôi sẽ gửi một mã xác thực đến số điện thoại của bạn. Ở đây bạn sẽ nhấn vào phần tiếp tục thì sẽ có một cái mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký của các bạn thì các bạn sẽ nhập cái mã OTP này vào. Sau khi các bạn nhập xong thì nó sẽ tự động chuyển sang cho chúng ta cái giao diện mới. Đó, bây giờ chúng ta tiến hành các bạn đặt một cái mã PIN để khi mà chúng ta thực hiện cái giao dịch ấy, thì chúng ta sẽ cần nhập mã PIN này để xác minh giao xác nhận giao dịch. Rồi, sau khi bạn đặt mã PIN xong, mã PIN này thì gồm 6 chữ số nhé. Sau khi bạn đặt xong thì nó sẽ hiện lên như này, chúng ta nhấn vào phần tiếp tục. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ cần phải định danh tài khoản nhé, thì chúng ta mới có thể rút tiền cũng như là nhận được 50.000. Đó, thì đây bạn, bây giờ bạn sẽ nhấn vào phần định danh này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ định danh. Một là các bạn sẽ định danh bằng căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân. Hai là các bạn sẽ định danh bằng hộ chiếu thì đây mình sử dụng chứng minh nhân dân nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần tiếp tục. Đây thì nó chúng ta sẽ nhấn vào phần cho phép. Ở đây các bạn lưu ý cho mình là các bạn phải đảm bảo camera hoạt động không bị mờ hoặc là bụi và chúng ta không chụp ảnh phải rõ nét, không bị lóa hay là bị mất góc. Đó, và khi các bạn đăng ký xong ấy, thì sẽ có một cái thông báo được gửi về. Đó là chúc mừng bạn đã nhận được quà. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải xác minh để chúng ta có thể rút tiền nhé. Rồi, ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần đã hiểu để chúng ta bắt đầu. Bây giờ thì các bạn tiến hành chụp mặt trước của chứng minh nhân dân. Các bạn lưu ý chúng ta chụp trong khung nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chụp mặt sau của chứng minh nhân dân. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xác minh bằng khuôn mặt. Thì những bạn nào bị cận ấy thì các bạn sẽ tháo kính ra và các bạn nghe hết đoạn video này để chúng ta biết cách chúng ta chụp làm sao cho chuẩn nhất. Ok, và các bạn sẽ nhấn vào phần bắt đầu chụp nhé. Ok, thì sau khi bạn chụp ảnh xong thì nó sẽ hiện lên cái thông tin giấy tờ của các bạn. Thì bây giờ bạn kiểm tra lại một lần nữa về phần giới tính rồi là địa chỉ xem thử đúng với chứng minh nhân dân chưa. Sau khi tất cả đã ok thì bạn sẽ nhấn vào phần hoàn thành. Và bây giờ thì nó sẽ load. Ở đây là chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ cần phải liên kết ngân hàng. Thì đây bạn sẽ nhấn luôn vào phần liên kết ngân hàng nhé. Đó, thì liên kết ngân hàng là để chúng ta rút cái phần tiền tươi này về. Còn những bạn nào mà các bạn không muốn liên kết ngân hàng thì chúng ta có thể dùng cái số tiền ở đó để chúng ta mua thẻ luôn. Các bạn chỉ cần định danh xong là chúng ta sẽ có thể dùng được tiền để mua thẻ rồi. Ở đây thì mình sẽ liên kết với ngân hàng luôn nhé. Ở đây thì có rất là nhiều loại ngân hàng để chúng ta có thể liên kết. Ở đây nó khuyên dùng đó là Vietinbank, BIDV, TPBank, rồi là Sacombank.
Nhưng các bạn cũng có thể sử dụng các cái ngân hàng này. Tuy nhiên thì mỗi ngân hàng nó sẽ có một điều kiện khác nhau. Đó, ví dụ như ngân hàng Vietinbank này, thì quý khách ở đây thì bạn sẽ nhấn vào phần đồng ý nhé. Đó, thì với một ngân hàng Vietcombank thì nó sẽ có các điều kiện như thế này. Đó, còn mình sẽ thử đối với ngân hàng BIDV nhé. Đó, nó cũng cần có điều kiện. Đó, và điều kiện mà nó cần nó là số điện thoại đăng ký phải trùng với số điện thoại đăng ký của VNPay. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành liên kết với ngân hàng BIDV thì nó yêu cầu thẻ phải có số dư hơn 50.000. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành liên kết với ngân hàng BIDV nhé. Ok, chúng ta sẽ nhấn vào phần liên kết. Sau đó ở đây chúng ta sẽ chọn loại giấy tờ tùy thân. Thì lúc nãy bạn sẽ xác minh bằng cái gì thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái đó. Mình sẽ chọn là chứng minh nhân dân. Sau đó mình nhấn vào phần tiếp tục. Rồi bây giờ thì chúng ta tiến hành điền cái số điện thoại Smart Banking của các bạn cũng như là mật khẩu Smart Banking của ngân hàng BIDV vào. Và chúng ta sẽ nhập cái mã captcha này vào nhé. Ở đây chúng ta sẽ nhập vào cái phần này và tích vào phần là tôi đồng ý với các điều khoản điều kiện. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ nhấn xác nhận để hoàn tất liên kết. Rồi thì lúc này sẽ có một cái mã OTP được gửi về số điện thoại của bạn. Thì bạn sẽ nhập cái mã OTP này vào và chúng ta sẽ tiếp tục nhấn vào phần kết nối. Rồi và các bạn đợi trong vòng 5 giây thì nó sẽ hiện lên, nó sẽ có một thông báo cho chúng ta là bạn vừa liên kết thành công với tài khoản BIDV. Thì bây giờ bạn sẽ nhấn ra phần phía ngoài này. Ở đây chúng ta có thể nạp tiền ngay. Các bạn bật cái phần số dư lên. Thì các bạn vẫn thấy số dư là 0 đồng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần quà của tôi ở phía phần dưới góc này, các bạn chú ý cho mình. Ở đây các bạn vào phần quà của tôi. Thì ở phần quà tặng này các bạn sẽ thấy một cái quà, đó là quà tặng đăng ký. Bây giờ chúng ta tiến hành đó là mở lì xì nhé. Các bạn sẽ nhấn vào phần mở lì xì. Ok, và nó hiện ra như thế này. Đó là chúc mừng quý khách đã nhận được 50.000 từ lần đăng ký. Đó, và số tiền 50.000 này là tiền tươi nha các bạn. Hoàn toàn có thể chúng ta rút về tài khoản ngân hàng hoặc là các bạn mua thẻ cào ở trên cái app này luôn. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần đóng. Đó, và cái thẻ quà tặng của bạn nó sẽ qua cái phần đó là đã sử dụng nhé. Bây giờ các bạn sẽ vào phần trang chủ này, các bạn bật lên cái phần số dư cho mình. Đó thì các bạn thấy là nó đã hiện lên 50.000 số dư cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp tiền cũng như là cách rút tiền về ví luôn nhé. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần nạp tiền điện thoại nếu các bạn muốn mua thẻ cào này. Đó, ở đây chúng ta nhấn vào phần cho phép, các bạn có thể nạp các mệnh giá như ở đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ rút tiền về tài khoản ngân hàng của chúng ta. Ở đây thì các bạn sẽ tiếp tục chúng ta rồi ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống ở phần phía dưới cho mình. Thì đó chúng ta sẽ lướt xuống ở phần phía dưới cùng này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây đó là cái phần rút tiền. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần rút tiền cho mình. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhập số tiền muốn rút và chúng ta có thể rút được 50.000 luôn nhé. Đây là một cái kèo vô cùng ngon. Anh em có thể đăng ký chỉ trong vòng khoảng 5 phút là các bạn đã có 50.000 free rồi. Và bây giờ các bạn sẽ nhấn tiếp tục để chúng ta rút về chính cái tài khoản ngân hàng mà chúng ta đã vừa liên kết. Chúng ta tiếp theo các bạn nhấn vào phần xác nhận để chúng ta xác nhận rút tiền. Rồi thì đây sẽ có một cái mã OTP được gửi về máy của các bạn. Thì các bạn sẽ nhập vào, gửi về số điện thoại thì các bạn sẽ nhập nó vào để chúng ta xác nhận rút tiền. Ok, và các bạn đã thấy là mình vừa rút xong thì nó sẽ hiện là quý khách vừa rút 50.000 này. Và mình sẽ bật ra cho các bạn xem nhé. Đó, đây thì mình sẽ vào cái tài khoản BIDV của mình xem thử là nó đã về chưa. Hiện tại thì ở trên VNPay thì nó đã báo là chúng ta đã rút thành công rồi. Ok, đó, chúng ta đã rút thành công 50.000. Ok, và tiếp theo là sẽ có một cái thông báo gửi về cái ngân hàng của chúng ta. Đó là bạn đã được cộng thành công số tiền là 50.000. Đó, thì đây là một kèo vô cùng ngon và anh em sẽ chúng ta sẽ phải làm sớm nhé. Bởi vì kèo này có khả năng hôm sau khi mà đã nhiều người dùng ấy, thì nó sẽ fix kèo. Nên là anh em chúng ta hãy đăng ký sớm để chúng ta nhận được nhiều ưu đãi nhất. Ok, và video của mình đến đây kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và đừng quên là nhấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những video về các kèo ngon. Chào bạn đã quan tâm đến kênh của tôi. Nếu tôi đã cho bạn được điều gì hữu ích, hãy ấn đăng ký để theo dõi kênh của tôi. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.